bạn phải có tiền, tâm lý bạn phải thoải mái thì các bạn mới học được và các bạn có thể tiếp tục với cái công việc của mình. Đâu đó thì những cái vị trí ở những công ty lớn mà có well defined system để có thể vô học đó, thì nó cũng chỉ có một cái mức giới hạn đó thôi, và mọi người đang ngày càng quan tâm đến ngành này nhiều hơn. Thì anh nghĩ là ví dụ như nếu mà bạn không tìm được một vị trí trong một cái công ty đủ well defined đó, thì anh nghĩ có những cách nào khác để bạn có thể học thêm hoặc là hiểu hơn để phát triển trong ngành không ạ? Thí dụ như bạn không vào được một công ty well defined chẳng hạn, thì tại vì nhiều lý do, ví dụ như là bạn là junior, các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, các bạn chưa có những cái kỹ năng mà người khác cần. Nếu mà bạn đứng ở một cái ngã rẽ như vậy và cái lựa chọn nhất của bạn là vô những công ty mà nó chưa sẵn sàng, thì lời khuyên của mình sẽ là ok, các bạn cứ vào thôi. Thứ nhất là lo câu chuyện không có gọi tiền, bạn phải có tiền, các bạn tâm lý bạn phải thoải mái thì các bạn mới học được và các bạn có thể tiếp tục với cái công việc của mình, với cái đam mê của mình. Và những công ty nó chưa có sẵn sàng như vậy thì nó vẫn có cái nguồn data của mình, các bạn có thể thực hành được, các bạn cũng có cơ hội để mà trao đổi với thesis, có thể nó không hiệu quả nhưng mà vẫn có cái kênh để mà các bạn có thể học hỏi được. Anh nghĩ nó vẫn là một cái nền tảng khá là tốt. Sau đó song song với nó thì các bạn vẫn phải tìm cách để mà cải thiện kỹ năng mà bạn thiếu. Ví dụ như bạn phải biết được là ok, vậy thì những cái công ty tạm gọi là có một cái team data ổn, họ đang cần cái gì, và các bạn phải làm sao để bạn học được những kỹ năng đó, và tiếp theo là bạn làm sao bạn chứng minh được là mình có những kỹ năng đó. Chứng minh được làm sao có kỹ năng đó thì thường là một cái project. Các bạn có thể tìm một cái project ở trên mạng, project đó càng gần với thực tế và nó càng sử dụng cái dữ liệu thực tế càng càng tốt. Còn không thì bạn có thể làm những dự án mà nó đóng góp ngược lại cho xã hội. Thì khi mà bạn làm những cái dự án thực tế như vậy á, thì các bạn biết được ok, vậy thì với cái dữ liệu thực tế thường nó sẽ như thế nào. Thường dữ liệu thực tế nó không có clean, nó không có sạch, nó không có như kỳ vọng của bạn. Vậy thì có nhiều bài toán bạn sẽ phải giải quyết. Ví dụ như đầu tiên là anh coi con là dữ liệu nó thực tế nó như thế nào, vậy thì phải clean nó như thế nào. Sau khi clean xong thì bây giờ đưa cho business sử dụng và đưa cho IT sử dụng thì nó phải như thế nào. Thì nó có rất là nhiều cái câu hỏi along the way, không nhất thiết là bạn phải trả lời tất cả những câu hỏi đó. Tại vì ví dụ như anh ở góc độ là người tuyển dụng thì cái việc mà bạn đặt ra những câu hỏi đó nó đã chứng minh được là bạn có một cái sự tìm hiểu, một cái sự nghiên cứu nhất định. Có thể là kinh nghiệm của bạn chưa giải quyết được những cái vấn đề như vậy, nhưng mà cái cấp của bạn junior mà các bạn đã đưa ra những câu hỏi nó cao hơn cái role của bạn thì đó là một cái điểm cộng. Thì mình cũng thấy được là ok, bạn có tìm hiểu, có cố gắng.